Dạ, em tin nhớ xin kính chào quý cô chú anh chị. Đầu tuần chúc cô chú quý anh chị mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn luôn lúc nào cũng tràn trề năng lượng, công việc luôn luôn lúc nào cũng hanh thông thuận lợi, nhiều tài nhiều lộc cô chú anh chị nha. Dạ, thì video hôm nay em cũng giới thiệu sơ về cái sản phẩm ở xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước. Một sản phẩm đất nền có với mức giá chỉ từ 258 triệu đồng thôi tới là 286 triệu đồng. Mình có thể sở hữu được cái sản phẩm bất động sản với cái diện tích là từ 250m² cho tới là 270m², trong đó có 100m² là đất thổ cư. Về mặt pháp lý là đã có sẵn rồi, mình sang tên chuyển nhượng công chứng ngay. Cô chú anh chị mình có quan tâm á, những cái sản phẩm này á, thì cứ hãy alo với em qua số điện thoại là 0357718588 để em tư vấn cụ thể hơn về vị trí pháp lý cũng như là những cái tiện ích xung quanh về sản phẩm của bên em nha. Thì nếu mà cô chú anh chị mình trước đây đã có xem qua video của em á, mà có quan tâm mà chưa có sắp xếp được thời gian đi xem thực tế được, thì tuần này chủ nhật tuần này bên em cũng có xe đưa đón đi tham quan thực tế vị trí đất. Cô chú anh chị mình sắp xếp được thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0357718588 để bên em sắp xếp xe đưa đón mình tận nơi tận nhà luôn cô chú anh chị nha. Dạ, thì em tin nhớ cảm ơn quý anh chị đã xem video của em. Hẹn gặp lại cô chú quý anh chị mình trong những cái video sau của em, cũng như là những cái sản phẩm mới mà bên em chuẩn bị triển khai cho cô chú anh chị mình nha. Dạ, em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.